Con này đã có chủ rồi nha, em qua chi tiết gửi cho bác chủ luôn này. RVC M3030. Hay là con này chúng ta có thể sử dụng được hai mặt tiền nha. Bác nào thích để dài thì để phía này, kém phía sau, còn bác nào thích để phía trước thì nói chung là để phía dài đẹp hơn nha. Mình kém bên phía này thì nó là hai volume và cầu loa, cái bắp chuối nha, rút nguồn. Đấy, để phía nào cũng được. Nếu anh em không sợ vướng víu dây thì các bác dùng bên kia làm mạch tiền, hay là hai cái tăng phô xúc âm, tăng phô chính của nó cực kỳ khủng nha, rất là mạnh luôn. RVC là Victor nha các bác. Nếu mà các bác nào mà thấy con nào mà RVC là nó đã xuất Mỹ rồi nha, điện 120, còn một con Victor mà 3030 là điện 100. Thì hai con nó về trong ngày nay em cũng đã bán lên đường luôn, đã chốt cho bác chủ luôn. Thì chiều nay lên đường hết cho hai con này, lên đường hết luôn. Con này nó đánh hầu hết cái dòng loa rất là mạnh và trở kháng rất là rộng, 4 tới 16 ohm. Đây, nếu anh em chơi là để mặt tiền đây nha, để lên rất là sang luôn, như một âm đi đèn, một cái bao đèn.